Càng tìm hiểu về cuộc đời của chị Duyên, thiếu nữ 21 năm bị lừa bán sang Campuchia lại càng thấy bi kịch. Thời gian qua thì rất là nhiều người thắc mắc, một thanh niên ở cùng phòng trọ với chị Duyên. Hóa ra đây là em Đế, em ruột của chị Duyên. Đế thì vốn là một người thuộc thế giới thứ ba và em vô tình không giữ được an toàn với bạn trai của mình, dẫn đến thì bị nhiễm căn bệnh xã hội cách đây hơn 2 năm. Để có tiền thuốc để ức chế căn bệnh này thì Đế mỗi ngày đi nhặt ve chai và luôn lạc quan và không nghĩ đến chuyện xấu nhất sẽ xảy ra. Dạ nếu như mà ai mà có bệnh giống như em vậy á thì cái việc uống thuốc đều đặn bình thường, mình cũng sẽ sống bình thường. Chứ đi nhặt ve chai như thế này anh thấy là cực hơn là so với đi làm công ty á. Dạ vậy nè, mình cũng muốn nghỉ thì nghỉ, cũng muốn tìm làm ai mệt xin nghỉ hoài cũng kỳ. Chị động viên em nhiều lắm, bà kêu đừng buồn, đừng suy nghĩ, gán uống thuốc vô. Đế có tin điều đó, tất cả mọi người không bao giờ bỏ Đế. Dạ tin. Dạ lúc nào cũng có dì em ở bên cạnh. Xin chào mọi người, hôm nay thì mấy anh em mình đang có mặt tại nhà chị Duyên á. Thì lần đầu tiên ngồi tâm sự với Đế là em ruột của chị Duyên ha. Anh vẫn còn nhớ cái hình ảnh rõ nét lắm. Cách đây khoảng 1 năm trước khi mà đưa chị Duyên về á, Đế cũng rất là vui. Đối với không biết là Đế hồi nhỏ với chị Duyên có ký ức như thế nào. Dạ chị đi lúc còn nhỏ quá anh cũng. Nhưng mà trong ký ức là có biết là có một cái chị gái gì không? Dạ có. Hồi đó thì mẹ hay kể như thế nào? Chị đi rồi em cũng nghe kể. Có bà ngoại, bà ngoại dạ, có kể không? Tại em đi chung, em ở chung với ông bà ngoại nhỏ tới lớn. Ông bà ngoại từ nhỏ tới lớn. Còn chị Duyên thì chị có ký ức gì với em không? Có, còn có là nhớ có ở chung với bà ngoại với hai đứa em, một đứa là con của dì với một đứa là em ruột. Rồi hôm mà hai chị em gặp nhau á, ngày đầu tiên mà từ Campuchia về á, thì có tâm sự gì không? Có, hai chị em ôm nhau bằng khóc rồi nghe cô ngoại dì nói em nó bị nhiễm gì đó rồi em cũng buồn, ôm em khóc bỏ em thương em. Em nói chung là bây giờ có một thằng, có một đứa em ruột rồi, giờ mà nó bị gì nữa thì không biết sao. Nếu mà em có bà gì có chứ mà mắc sớm như em chắc em nói hẳn được. Em là chị trong nhà mà không có ở lại để là để cho dạy dỗ dạy em mình hai cha mẹ không có cha, không có cha mẹ ở gần ở chung với bà ngoại thì già hết rồi. Còn mình là người chị lớn trong nhà mà lại bị người ta bắt bán qua Campuchia chứ không có ở gần để dạy em thì sao này. Nói em bị đố em nói hẳn buồn. Đế ơi. Anh thấy là như thế này nè, một năm qua khi nào chị Duyên mà có tiền á là chị Duyên lại cho em một vài triệu. Anh nhớ là khi mà hồi chị Duyên về người ta cho tiền chị Duyên, rồi chị Duyên nói là hay cho em, rồi thậm chí là mới đây nhất là chị Duyên có dư 9,7 triệu thì chị cho em 1 triệu. Vì sao em lại không có làm ra tiền mà lúc nào cũng bị thiếu nợ vậy? Dạ tại tiền em lãnh thuốc á anh, hồi trước em ở trên Đồng Nai á, người ta có làm cái bảo hiểm miễn phí cho em, rồi khi em về tỉnh mình á, tao phải bắt em mua. Cái này thì anh đang ghi hình á, cho nên là anh cũng, nếu mà em cứ ngại thì có thể anh xử lý lại video nha. Dạ. Cái phần nào em ngại thì cứ nói anh, để tiếng ngại mình cắt lại. Dạ. Còn không thì em cứ chia sẻ. Dạ. Gần như là ở xóm trọ thì ai cũng biết hết rồi. Ở nhà trọ bên kia thì cũng đã biết em là bị bệnh rồi, thì em có tiện có thể chia sẻ là cái quá khứ em như thế nào không? Dạ. Cái đó anh không nói được. Nhưng mà hiện giờ thì anh thấy em rất là bi kịch, rất là luôn luôn lo âu về căn bệnh của mình. Mình bị nhiễm từ khi nào rồi? Dạ em cũng biết nhiễm từ khi nào nữa, nhưng mà lúc em lên Đồng Nai làm cái gì em vô làm đông lạnh tự nhiên nó mệt vì nó xuống căng hoài, vậy em bấm cái kim đi thử máu đi, rồi đi thử máu rồi người ta đưa em cuốn sổ với phát thuốc cho em. Tới lúc mà em phát hiện ra mình bị nhiễm cái cảm giác như thế nào? Dạ buồn với hẳn lắm anh, mà nhờ có gì em bá ở bên bá nói hoài. Em hiện giờ là nhiễm là chính xác là bao nhiêu năm rồi? Dạ em không biết, nhưng mà em đi thử máu á
là cách đây 2 năm 3 năm. Ừ, khoảng 2 3 năm rồi. Cái số bệnh thôi được rồi. Em biết nguyên nhân không? Em có biết từ nguyên nhân từ đâu không? Dạ chắc tại cái tính của em vậy rồi ấy ông cảnh đó anh. Ừ. Anh hiểu rồi. Anh cũng có một người bạn như vậy. Hiện giờ thì anh muốn mời Đế ra nói chuyện như thế này nè. Bạn anh thì nó công việc nó tốt, địa vị xã hội nó có. Nhưng mà đến bây giờ nó vẫn chưa nói cho ba mẹ nó biết. Anh nói thiệt, cái việc mà mình bị nhiễm á, mình chia sẻ hết cho mọi người biết, nó đỡ áp lực hơn cái việc luôn luôn giấu kín mọi thứ. Vì vừa phải lo đối mặt với mọi người, sự kỳ thị của mọi người, vừa phải không giải tỏa được cái nỗi niềm. Thì em có một cái là em đã công khai cho mọi người biết, thì cái đó nó cũng giúp cho em bớt cái sự áp lực, đúng không? Khi mà em biết hồi xưa 2 năm trước, khi mà em biết cái kết quả như vậy á, em có bị căng thẳng không? Dạ có. Lúc đầu cũng buồn, đâu có ăn uống gì được đâu. Cũng ban đêm cũng suy nghĩ hoài rồi không ngủ được. Mà nhờ có gì của em á, nó động viên em hoài. Lúc mà em mới phát bệnh á, em đi cũng nổi luôn. Bà dẫn em đi từ bước từ bước. Lúc đó sợ hay là sao mà không đi không nổi? Dạ không, tại cách phát bệnh rồi nó yếu quá. Còn bây giờ? Dạ bây giờ thì có thuốc uống thì em cũng đỡ. Em có đi làm đâu không? Dạ em cũng làm như trai lắm chị em luôn. Tại đi làm mà đâu có làm gì nổi đâu anh. Đâu có làm việc nặng nổi đâu. Làm chút xíu cái nó mệt rồi. Rồi bây giờ xin nghỉ hoài á, thì người ta cũng đuổi luôn. Em từng đi xin việc làm và người ta phát hiện ra em bị nhiễm, người ta có tìm mọi cách để đuổi em đi không? Dạ trước tới giờ đó là chưa. Có hồi trước khi mà em biết bị nhiễm á, là em có đi làm công ty. Công ty? Dạ. Và lúc đó mình chưa có biết mình bị nhiễm thôi. Dạ. Rồi có khi nào em nghỉ quẩn không? Dạ không. Vì sao? Hay à? Buồn thì buồn vậy thôi chứ không biết cuộc sống sau này làm sao thôi chứ không nghỉ quẩn. Vì anh thấy là em đang sống với một cuộc sống là mong muốn là đi nhặt ve chai, có đủ ăn, có sức khỏe, trôi qua từng ngày. Hiện giờ mình cầu mong là sức khỏe thôi, không có mục tiêu gì khác. Thì có khi nào cái mình mệt đi cái mình nói thôi, kết liễu, có khi nào nghĩ như vậy không? Không. Vậy được, tốt. Rồi chị Duyên, lúc mà chị nghe em mình như vậy á, thì chị đã tâm sự gì với em mình? Nói chuyện tới lui chị em, động viên cho nó vui vẻ, đừng cho suy nghĩ với buồn bã này kia. Chứ tới giờ cũng thuốc sợ nó bỏ thuốc này kia, nhắc cho nó uống. Có khi nào bỏ chưa? Có, những lúc nó quên cũng bỏ, giờ muốn lại. Em bây giờ sức khỏe đề kháng của em nó đỡ. Ví dụ như anh thí dụ nha, ví dụ em bị lỡ, bị lét thì có khi nào nó lành không? Dạ có. Cũng được, vậy là con đề kháng. Dạ. Đâu có sao đâu. Dạ. Uống thuốc đều là nó có đề kháng là vẫn tốt. Dạ. Tại lúc em đi thử máu đó, người ta cũng có nói nếu như mình uống thuốc đều đặn bình thường thì mình cũng sống như người bình thường. Ừ, thì đó. Mình uống thuốc đó số tiền tốn nhiều không em? Dạ, nếu như mình mua ở ngoài á, là một viên 40 ngàn. 40 ngàn? Dạ. Còn y tế phát cho mình đó thì miễn phí, nhưng mà mình phải mua bảo hiểm. Hiện giờ thì em có mua bảo hiểm chưa? Dạ, bảo hiểm của em cũng có hết hạn rồi. Sao không mua đi? Dạ, nếu tiền mua là em mua thuốc ngoài. Hiện giờ này đang uống thuốc ngoài? Dạ. Một cái sổ bảo hiểm là bao nhiêu? Dạ, hình như một năm mới là mấy trăm. Mấy trăm ngàn? Mấy. Chị Duyên, chích ra mua ít đi. 40 ngàn một viên là ngày nào em cũng phải uống một viên. Dạ, rồi thêm thuốc viêm gan B của em đó. Viêm gan B nó có biểu hiện như thế nào mà em phải uống viêm gan B? Em cũng biết, tại lúc em đi thử máu á, là người ta kêu em qua da liễu thử thêm nữa đi. Có bệnh gì rồi người ta phát luôn. Lúc ở trên Đồng Nai á, thì người ta có phát hai thứ. Còn về đây á, người ta chỉ phát thuốc nhiễm cho em thôi. Còn viêm gan B thì người ta muốn phát. Thì tốn kém quá.
Vừa rồi chị Duyên có gửi cho em 1 triệu để em đi trả nợ. Đó là tiền nợ em mượn người ta hả? Để mua thuốc. Bây giờ nếu mà mỗi ngày 40 ngàn đồng tiền thuốc, như vậy là 10 ngày hết 400. 400 cái 20 ngày cái em hết 800 ngàn bằng cái tiền bảo hiểm rồi. Thì sao không mua cuốn sổ bảo hiểm đó? Uống cử à? Đúng, uống đúng giờ, sai giờ một cái là không được đúng không? 8 giờ tối đúng không? Đúng. Anh biết mà, anh có người bạn mà mỗi ngày bạn anh cũng uống một viên đúng giờ luôn, không sai một phút luôn. Cho nên là đừng có sợ. Thậm chí anh với anh Đạt đâu có ngại đâu, có kỳ thị đâu. Thấy mấy lần đi vô nhà bình thường không? Vậy thì cho em đi mua sổ bảo hiểm đi. Được không chị Duyên? Có giấy tờ không? Mua để, nhưng mà y tế cộng đồng họ lo cho mà. Những căn bệnh này thì ra trạm y tế họ hỗ trợ hết mình luôn á. Dạ không, lúc mà em chỉ về đây nhé, là xuống trạm y tế lãnh thuốc là người ta kêu phải mua bảo hiểm. Vậy thì nhớ đi mua nha, mai đi mua liền đi, chứ để mỗi ngày tốn 40. Anh hỏi thêm một điều nữa, là mỗi ngày em đi nhặt ve chai như vậy em được bao nhiêu? Dạ đi bữa nào khỏe thì cũng được 100 mấy, còn mệt thì cũng được vài chục 100 cũng đủ ăn. Em đi một mình hay là đi với dạ đi mình. Riêng mình à? Dạ. Nhặt bằng cách nào? Dạ thì em đi em quải bao vậy đó, em nhặt rồi chừng nào mệt thì em nghỉ, còn khỏe nữa thì em đi tiếp. Hay đi ở đoạn nào vậy? Khúc đèn xanh đỏ này. Ở đây thì em không biết tên đường nào. Bây giờ có chị Duyên rồi thì xong đi chung, hai chị em đi chung. Như bán số không biết giờ nào. Buổi chiều á? Dạ. Buổi sáng là đi nhặt. Buổi chiều 4 ngày chiều là phải đi bán số. Anh hỏi một điều nữa là nãy giờ anh với anh Đạt có ghi hình em á, em có ngại cái việc chia sẻ cái hình ảnh của em lên không? Dạ không, không có gì đâu. Không sao đúng không? Dạ. Thì anh nghe em nói như vậy anh cũng thấy một cái điều là em đang rất là tự tin về căn bệnh của mình. Thì anh cũng hy vọng rằng là chị Duyên có sức khỏe để có thể nuôi nấng em. Thời gian qua á, rất là nhiều người đặt một cái nghi vấn chị Duyên và anh Phúc chơi chất kích thích. Thì em là có lẽ là em là người cận kề của chị Duyên. Em có chia sẻ gì về cái nghi vấn đó không? Chắc tại nhiều khi giới xóm á anh, người ta thấy chị em vậy đó, rồi cũng có người ghen ăn tức ở thì nói này nói kia vậy thôi. Rồi rồi em có chứng kiến chị Duyên có điều đó không? Dạ không. Hay là người ta nghĩ là em bị nhiễm rồi, rồi em ở chung rồi chơi chung rồi này nọ sao không ta? Có ai đặt nghi vấn gì không? Dạ không, từ đó giờ ở xóm em á thì ai cũng biết là em có chơi. Dạ. Em nhiễm là từ cái con đường khác thôi. Dạ. Đến bây giờ thì người bạn mà lây nhiễm cho em á thì họ còn sống không? Dạ em cũng biết, tới giờ cũng không có liên lạc gì được. Người đó lớn tuổi chưa? Dạ cũng lớn hơn em khoảng vài tuổi. Vài tuổi. Là người đó khi mà phát hiện ra thì em có liên lạc người đó nói? Lâu rồi em không có liên lạc. Em bây giờ em sống lủi thủi hai năm mấy, cứ hết nhà trọ này sang nhà trọ khác vậy thôi. Có hồi trước em ở dưới nhà với cậu em. Rồi bây giờ sống với chị. Dạ. Hai chị em cũng đã gần một năm sống chung với nhau rồi, có tình cảm nhiều không? Em bây giờ thấy chị như thế nào? Dạ. Chị em mà nói chung hồi xưa thì không có ở gần, nhưng mà về đây thì chị em thương. Bây giờ bữa trước anh có nói nhà trọ nhưng họ không có chịu cho em ở vì em có giấy tờ. Dạ. Bây giờ em bổ sung giấy tờ là mở được. Dạ. Hồi nãy có nói chuyện với chủ trọ rồi. Dạ, dạ, nó có giấy tờ. Vậy là hợp thức hóa ở chung với chị Duyên được chưa? Dạ, được. Rồi. Ở chung vậy sao hai vợ chồng người ta sinh hoạt được cha? Hả? Vậy canh đi nhặt bê chai hả? Dạ, không biết. Nói vui vậy thôi chứ nãy giờ tâm sự với em thì anh cũng thấy là thật sự thì thương. Cũng nhờ cái sự tự tin cố gắng đó nên mới sức khỏe mới được ổn định tới bây giờ. Ừ. Nếu như những người bạn chung với số phận của em như vậy á thì em có điều gì muốn chia sẻ không? Anh cũng hy vọng là cái thước phim này á để cho mọi người thấy cái sự nghị lực của em nhiều. Em có chia sẻ với những người mà hiện giờ đang giống bệnh như em không? Dạ, nếu như mà ai mà có bệnh giống như em vậy á thì cái việc uống thuốc đều đặn bình thường, mình cũng sẽ sống bình thường như người bình thường thôi. Tại lúc mình đi thử máu đó, người ta có tư vấn cho mình hết, cứ vui vẻ uống thuốc đều đặn.
Có khi nào em lại nghĩ bi kịch cho bản thân mình không? Dạ không. Rất là tự tin. Dạ. Vậy thì mỗi ngày em làm sao để có thể bươn trải cho cuộc sống của mình? Bằng cách nào để có tiền? Dạ, thì em đi cầm ve chai á. Chỉ một công việc đó thôi. Dạ. Anh cũng hy vọng rằng cái lời động viên của em á giúp cho những người ở cái bi kịch như em như thế này họ có tự tin hơn trong cuộc sống nha. Rồi anh cũng chúc em có nhiều sức khỏe và hy vọng rằng là tương lai chị Duyên tốt hơn nha. Rồi cảm ơn Đế đúng không? Cảm ơn Đế nhiều. Rồi.